quá chưa? Xinh đẹp quá trời luôn. Hôm nay thì Tiên có mặt ở buổi xuất tiên cho Noel. Sau tiên như một buổi sáng phỏng vấn mà không nhận, giờ này Tiên quá là chuyên nghiệp, phỏng vấn một quét lạc luôn. Quá hay, nói hoài. Mọi người là... nên mọi người rất là muốn được nghe Tiên phỏng vấn. Đó, quay qua cho mọi người. Ok rồi, xin. Mọi người cùng xem nhé. Sau đây là Ngọc với là Tiền đang xuất tinh, đang chụp hình màu đỏ rất là nô ơn. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc em xin lộ mặt thật rồi. Có xem nhiều lắm á. Nói là chị Ngọc sao hôm nay hơi già. Lấy cái kẹp đen á. Tóc hơi, chị tóc hơi bị lưa thưa rồi, chị sửa lại. Tóc chị Ngọc ở sao già già mà bỏ hơi già. Rồi. Mọi người đang chụp hình nè, đây là ekip. Đây là anh photo, anh đạo diễn, anh Nhân Kỳ. Trần Nguyễn Bảo Nhân đang xem. Nhân ơi, say something. Ok. Đây là cái kẹp trên cái kẹp.
mong ra đằng sau luôn đi. Đó quan sát chỉnh lại cái váy rồi không chỉnh lại cái kéo cái váy. Học thế là không có cái co đi không cần tăng cái ngược hàng ngược người luôn thôi được rồi. Ở đó là phải đi hơn. Ok ok được rồi. Tức cho em phải đưa ra phía ngoài chút xíu giống như là đó 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 mà nó này sẽ đẹp hơn. Cái quà thì lòi nó ngoài rồng quá. Cái nào vậy? Cái quà của em ngọc á. Quà ngọc quà cũng cầm quà luôn được. Cho lên phía tiền đi. Chúc cái chúc kìa. Chừng lên trên tiền kìa. Chừng chừng nghe hơi nhiều quá. Ờ à, được rồi được rồi ha. Khó vậy được rồi. Rồi. Ờ đó mà dễ thương hơn nè. Ok ổn kính nha, ổn kính hết nha, tinh tế hết nha. Đúng rồi. Em chống lại luôn đẹp hơn à. Thon nè, đúng rồi ạ. Ờ nó đặt ra phía ngoài chút xíu cho thấy được. Rồi ok. Cái váy chỉnh lại cho kéo chút xíu quỳ. Tiền sát vô tí nha. Sát được lọc đi, cho nó hẹp lại đi. Đúng rồi, kiểu hơi nhắn ngạc trồn trước, ngạc ngạc trước lắm, đúng rồi, đúng rồi. Chân của Ngọc chỉ đẹp kìa. Đúng rồi, đúng rồi, được chính xác. Sơ nha, đặt đỡ nha, đúng rồi. Đẹp, trồn xíu nữa nha, trồn xíu nữa, chị nói trồn xíu nữa, đúng rồi. Cái chân của Ngọc thì bấm chốt kìa. Rồi, ok, chúng ta lên một xíu cho mình. Rồi, ok, thấy không? Cái tay chị mất luôn nha, mất cái tay kia rồi. Anh cọc tóc kiểu lông cừu kéo ra xíu đây kìa. Nó lố rồi kìa, rồi cái máy chỉnh lại. Rồi ok. Rồi ok rồi. Rồi cô nha, lại đi chán lại nha. Giờ lúc này coi đẹp hơn, còn gì nó đúng rồi. Tay này bong bong trong mắt rồi đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chụp vô kính nha, chụp vô nha. Đó. Rồi, ok rồi. Rồi, ngọc thôi rồi. Jack Lê, còn Minh Minh tên là Miss Chiu. Các bạn hãy nhớ đón xem bộ phim Thế Giới Lâm Chiu vào những năm trên này nha mọi người mấy rồi. Ngày 14 tháng 12 cuối năm nha mọi người nhớ rủ bạn bè thân thiết đến rạp ủng hộ Thế Giới Lâm Chiu 2 nha. Đến với Thế Giới Lâm Chiu 2 các bạn sẽ được gặp một nhân vật vô cùng đặc biệt rất trẻ trung duyên dáng đây. Đó. Anh Nicky ơi. Anh Nicky. Anh quay đi lạnh lùng quá. Rồi. Anh ấy mới ngủ dậy nên các bạn thông cảm đi. Tại vì lịch trình làm việc thì không có dậy. Anh là từng tốt của em không? Em phải biết cách cư xử hơn. À. Để suy nghĩ nó lại. Xin lỗi nó lại đó. Các bạn có biết tiền sinh năm bao nhiêu không? Đây là một câu hỏi mà chắc chắn là ai cũng sẽ bất ngờ. Tiền sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000. Ghê chưa? Ngọc sinh năm 90 là có thể là Ngọc với tiền cách nhau tới 1 tuổi là 10 với 2000. 10 tuổi phải cộng ra. Chị lớn rồi, chị không có còn nhỏ đâu mà em dụ chị. Đây đây là người bạn diễn nhỏ tuổi nhất đóng chung. Giống như dạng như mỏng mạch dễ vỡ lắm, không có dám đụng vô luôn. Nhưng mà nãy giờ biết mấy người coi rồi ta. Nhưng mà bỏ đây đi. Hãy lại đi. Em like trên Bastic đó hả? Trời ơi, thậm 8 trời người coi luôn kìa. Vậy nãy giờ nói chuyện với ai? Trời. Em ngoan. Nói chuyện toàn là với A, chị Thi Nguyễn nè. Có bé Bảo Thi nè. Bác bé Hà Lâm Nguyên cũng chưa tỉnh dậy. Có. Nói chung là buổi ngày hôm nay không có ai coi hết. Có anh Nhân coi nữa. Đúng 3 người hiện lên trên màn hình thôi đó. Ồ, livestream ngày hôm nay quá đông. Bây giờ chúng ta đợi lên
10 người chúng ta sẽ nói chuyện. Mình đạt ra rồi kìa. 10 người chúng ta sẽ nói chuyện. Rồi, thôi nào. Cái gì thôi? Lên đó chơi bút cấp. Rồi, anh ơi, bút ra gì vậy? Rồi, anh ơi, nha. Ủa, anh ơi, cái này là những người hay cả người anh? Chim nữa. Nhân vật tham gia cái này không tên nha. Không tên nhân vật quá á. Nhân vật. Ok, có nhà. Ngọc kêu vào livestream Ngọc, Ngọc cái cảnh kia kìa. Cái cảnh trong này hả? Đúng rồi. Ơi, máy đang vào, máy đang tiến vào đó. Tao đây đi, mấy chiều người coi nè. Máy đang tiến vào thật đó. Máy thì quay tới đó xong cái màn hình đen thui, đen thui không biết lý do luôn. Tiếng nè, tiếng cướp sóng nè. Mất bét. Cảm biết cướp sóng. Ủa tiền ơi, anh lấy đồ cho em mà anh không lấy XS hả? Sai đồ diễn. Trời ơi. Đây là đồ diễn chứ không phải là đồ. Phải tiên mặc cũng vừa kìa. Hai thì ai? Em sao? Hôm nay Trang là một người hoàn toàn khác. Đổi tên là bảo anh. Khổ mà. Rồi không? Trời ơi, tới bây giờ Salam vẫn chưa xong các bạn ơi. Em kẹp một cái ở đây để thấy vì vì Salam bận á, bán tin một ngày ở đây. Là các bạn đều là cameo. Phụ nhau nấu yến, cả nguyên một đêm. Phụ nhau nấu yến nên bây giờ thả Salam tới trễ hơn mọi người gần một tiếng đồng hồ nên mới cấp chưa xong nữa. Tất cả đoàn và ekip đó, mọi người lũ lượt đang chờ xà lan, không biết là mình phải như thế nào hết. Trời ơi, mà tất cả thay vậy hết rồi nè. Không biết cái ý thức nằm ở đâu. Vàng luôn, các vàng luôn đó nhà. Bây giờ có một câu hỏi, chúng ta chơi nhanh chứ. Để thu hút livestream ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng với nhau chơi nhanh như chớp với lại Cổng Tiên nha. Đây là một cô gái mà rất thông minh. Nhảy bén. Rồi. Bao nhiêu người coi rồi, 10 người coi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vừa mới giảm xong. Rồi, xong chưa ra chụp group nha. Hỏi nhớ, hỏi nhớ, hỏi lên rồi kìa, lên lại rồi kìa, hỏi đi. Hỏi anh chơi nè, em có một câu hỏi muốn hỏi anh. Suy nghĩ thật là nhanh, đơn giản thôi nha, không được suy nghĩ cầu kỳ phức tạp. Nhanh chóng. Chắc chắn nha, nào chuẩn bị nghe câu hỏi này. Chuẩn bị nè, chim gì bự nhất? Tây Bang. Cái con chim đại điểu là con chim gì? Cẩm Tiên. Con chim gì trả lời nhất? Một câu một lần nữa. Không, em chỉ có suy nghĩ đơn giản thôi. Tinh tế giống như là anh ấy suy nghĩ. Đúng. Con chim khổng lồ. Chim đó. Chim gì ta? Chim gì bự nhất? Chim tiền. Trời ơi, quỷ quay xấu luôn chứ. Chị có chỉ có một mình Cẩm Tiên trả lời thôi. Chị trả lời cho mọi người coi. Ai trả lời đúng rồi đó. Hay ơi là hay. Không, tôi bị xuất sắc luôn á. Chim bị sưng. Anh thấy đều rồi, anh thấy anh không vui lòng. Em trả lời không cần suy nghĩ luôn á. Chị đi chớp lại được 20 triệu. Thôi chớp lê lệ luôn. Người ta được 20 triệu nhanh như chớp đó. Có em đi thi 2 nhanh như chớp hả? Ừ, câu nói đó. Câu hỏi câu đó mà đưa vào lịch sử luôn. Bây giờ là cứ... Bây giờ em nói qua bên ban tổ chức hỏi em câu đấy. Kiếm trước đi. Xin hãy hỏi em. Em trả lời một cách là cái đó nó bay lên. Bay lên trong nhà. Quay dựng lại ở cái móc số 10 thôi nha. Ghê lắm. Ủa, làm chụp xong luôn rồi hả? Làm xong rồi hả? Chụp có tơ mà. Thì đúng rồi. Chụp có tơ nè. À, để em chụp bài thời trang Noel. Rồi anh đạt ánh mặt là ngang tới đây mà đã là xuống dưới đầu gối. Em mang về em còn độ. Thôi đi em ơi.
Anh Hứa Minh Đạt chào khán giả. Cũng để thay đồ rồi chú. Quay cái cảnh thay đồ nè, mới hot nè. Cái này bán vé nè, cũng này bán vé nè. Đạt ơi, kéo vòng lên cái đại dài ra xong vòng lên phía trên đó, nó cho mặt nè. Đó thì là cố tình mang cái này đi nè. Cần gì chị lại chị giặt ra. Trời ơi. Chặt ra là thấy không chịu bự dưới tiền luôn á. Đây xong rồi, ra phòng vấn đi, ra phòng vấn đi. Xin giảm nhạc, tắt nhạc, ra phòng vấn đi Đạt. Sao tiền hay gì cũng hết đi. Đứa nào làm đi. Chút còn á, cái gì giảm tiền. Phòng vấn đi đâu, quay ngoài này đâu, quay hộp đi đâu. Vâng ơi. Em vào phòng 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 thay đồ. Cứ ở trong phòng. Lên trên xe em với Nguyễn Hậu hả ngáy. Lúc nãy trời ơi không ngủ được qua cái tỉnh dậy luôn á. Biết mà. Tại vì bạn không biết. Rồi anh tiền. Ngưng đây chim đi. 6, 7 người luôn. 10 người coi. 10 người luôn. 10 rồi, 10 rồi chị Ngọc, chị Ngọc. 10 nữa. Người rồi thì chúng ta sẽ coi đó. Của anh Hứa Minh Đạt. Của anh Hứa Minh Đạt nha. Hay lắm quá. Sáng thân. Anh nói chọn thôi. Bên kia mới đánh. Sao đi đâu. Chắc là trong phòng bún này. Cái này không phải là gì. Ok. Chị Tiên còn con nào chị muốn phím trước chứ nhanh như chớp không vợ? Hả? Hỏi Tiên. Hỏi Tiên, phá cách, mặc cái áo thun này vô. Đưa hai cái tay ra phá cách. Nó là phá phách á. Cái đó than trời chứ không phải thời trang nha. Làm vườn. Thương hiệu làm vườn. Bây giờ qua chiếu slide đi, slide nãy giờ rất là nhiều cảm xúc. Muốn nói. Đó kìa. Hôm qua ăn mấy chén yến rồi anh chị. Hôm qua tôi không rồi. Ăn được chén nào hết vì đơn giản là nấu đem lên cho mọi người trong đoàn ăn. Không ăn được chén nào hết trơn. Ăn chung mình đâm đá không chạy. Mọi người được mọi người ăn xong rồi hả còn hả chặt chém mình nữa thật sự luôn. Mình thương mọi người quá. Sao bữa nay chị đến trễ rồi chị? Không trễ đâu, tại vì hôm nay Lan quay cuối mà. Cho nên là bây giờ từ nãy giờ mọi người vẫn còn chưa quay xong. Cho nên là Lan vẫn rất thư thả làm tóc thôi. Lan quay cuối lận, bây giờ nhiều khi Lan làm tóc xong rồi Lan còn phải ngồi đợi. Lên tương tác với nhờ rồi chị. Hả, tương tác gì ạ? Lên quá chừng người trẻ. Hello mọi người, hôm nay là một buổi setting chụp hình cho bộ phim Gái Già Lắm Chương 2 cho dịp Giáng Sinh. Đúng không? Mọi người nhớ theo dõi kênh nha. Em bôi lên á, tại vì em bôi lên á. Bôi lên á, tinh dầu. Đi sệt quá, giờ tóc cũng thấy vậy đó, để em đi. Em hay nhìn. Không có. Tinh dầu bưởi. Mà mua tinh dầu bưởi ở đâu, bên xà lan bán. Cái tủ lạnh này, cuốn tay của xà lan là một cái tạp hóa luôn vậy đó hả? Uống nước không? Trăng miếng nước đi. Trần My đổi. Trần My là bây giờ bán cái thuốc gì nghệ uống trắng da. Mở này hỏi là uống trộn. Trần My á. Cho tay anh có dễ cái âm nó xài hữu con. Chút ơi chút phần nghe luôn. Anh tưởng các bạn bắt chưa thành chồng nghe nè. Đang live stream đủ nói xấu nha. Nói xấu ai? Trần My. Trời ơi. Đang bán trình trình đi. Em đợi anh gửi á. Mọi người coi nè.
Những ai nhắn gì cho em? 10 người coi rồi nè chị Ngọc. 10 người rồi hả? Wow. 13 rồi. Wow. Vậy thì mình đợi đến 20 rồi mình nói chuyện với nhau nha. Nè bây giờ mình lên một người nữa nè. Mình lên thêm người nữa nè. Chúng ta sẽ chia sẻ một số điều vui vẻ trong hậu trường này. Yeah. Đạt coi, 20 danh Đạt. Hả? Chín. Chị nói tụt. Xong tụt xuống 9 luôn. Nói xong 9, có người giận với tụt ra luôn. Còn 9 luôn. Có công chỉ của tiền kìa. Kìa, muốn nghe chị học hát. Chị gì? Muốn nghe chị Ngọc á. Kìa, muốn nghe chị Ngọc hát thiệt mà. Em muốn anh để trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn. Lên 11, 12. Lên 12 kìa. Các bạn ơi, các bạn có thể yêu cầu Ngọc hát bất cứ một bài gì cũng được, miễn sao chúng ta lên được 20 người. 20 người thôi các bạn à, hãy share và like cái fanpage. 20 người Ngọc lấy tiền bố lý do. Thật nhiều nha. Quay up bò nét quá ha. Mọi người ơi chị Ngọc đọc rap đi. Trễ hẹn em phải đọc chứ. Cầm tiền hát bài nào. Cầm tiền em hát cái bài hôm qua đi. Cầm tiền tân sang cái sợ. Có Nhân coi nè. Anh Nhân là coi nãy giờ để máy vậy đó. Không phát luôn. Ê nói vậy nè. Mình quay đi chỗ khác được không? Tên Đạt. Tên Đạt á. Bye mình đi về nha mấy bạn ơi. Ủa nè xong rồi hả? Ừ. Đi lâu lâu về luôn đi. Ủa nè xong rồi hả nhanh vậy? Ừ, anh là anh chụp tóc đâu mà, anh đâu có chụp quyền đi chích tóc đâu. Đó, đó, mọi người ơi, mọi người có thấy tóc của xà lan không? Là xài tinh dầu gội của xà lan đó. Ôi, em thấy tinh dầu gội hả? Lan chỉ bán tinh bột nghệ nha mọi người, tinh bột nghệ với kem. Nó đủ quá, vậy nha. Ôi trời, thổi tiên. Cẩm tiên. Đây là Nguyễn Xuân Tiền nè. Lê Xuân Tiền. Nguyễn Xuân Tiền. Nguyễn Trung bên kia kìa. Anh Trung kìa, giới thiệu đi. Anh Trung là người hóa trang cho bác Kim. Nguyễn Thị Trung là chuyên hóa trang ở chị Châu Đốc. Đây được thịt tới đây. Uống nước rồi, phun nữa. Quay qua học đi, quen mấy học đi, mấy học được yêu cầu là gì mới rồi kìa. Không ai yêu cầu, chị hát bài gì luôn á. Không có phun nha. Bắt gì vùng. Mọi lần nói rồi hay đang uống nước rồi em phun không à. Nhưng mà bây giờ người ta khác rồi. Bữa trước tại sao anh phun nước vậy? Người ta đang phun. Đừng tìm anh nữa. Không thật sự Cẩm Tiên mà không hát bolero là coi như là thích hot của một nền nhạc luôn. Bây giờ hãy đề cử một người khác nha. Hôm nay các bạn có thấy anh Trung làm cho Ngọc cái kiểu tóc tiểu long nữ không? Hai cái cọng này bây giờ không biết để nó ở đâu luôn. À được rồi nè. Được rồi nè, bỏ vô đây đi anh Trung. Bỏ đi. Bỏ đi, ừ cho có cái để mọi người coi. Chứ nãy giờ không có cái gì để mọi người coi, mọi người buồn lắm đó. Nè, kẹp hai cái cọng râu tiểu long nữ vô là được rồi nè, đỡ hơn. Có một cái trái tim, ai thả trái tim? À, đây là bạn Nguyễn Xuân Tiền, người đàn ông duy nhất ở trong đoàn. Mặc dù là các bạn thấy ở đây nhiều lắm nhưng mà thật ra là không phải như vậy đâu. Đây là Cẩm Tiên, một cô gái rất là thông minh, một cô gái thông minh lắm, hát hay nữa, nhiều tài năng. Còn bạn ngồi ở trên đây là Bella thì nghe nói là mới đưa từ trong trại ra để giao lưu với mọi người. Giới thiệu với mọi người là ngày hôm nay là Tiền làm stylist cho tất cả các bạn ở đây đó. Tiền chọn cho Tiền bộ đồ nổi nhất, đẹp nhất, vừa dặn nhất. Còn tất cả mọi người còn lại là một người thì rộng giống như Ngọc đây nè, mặc bộ đồ rất là rộng, rộng rinh luôn. Còn Cẩm Tiên thì mặc chật, thiệt là chật. Xà Lan là không mặc được luôn.
xà lan là giống như là con nít vậy mọi người, là ba vòng không có luôn, bây giờ mặc đồ wow chị sao chị sao yeah. Tại vì chị nói là em chỉ em sinh năm 2000, em còn nhỏ em còn nhỏ ở trong này thì Tiền và Sà Lan là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2000, lớn tuổi nhất là Cẩm Tiên là sinh năm 70. Phải giao lưu Cẩm ơi, bây giờ em hồi nãy chị ngủ em nói chị, giờ em mới nhớ nè, Juno xếp bánh lên được chưa? Ê, xếp bánh gì? Ừ đúng rồi, kêu xếp lên đây luôn cho chị, để chị chụp. Ủa bánh gì vậy? Bánh rong biển á, mình chụp xong rồi mình ăn được không? Ngon. Không biết ổng dậy chưa. Rồi vậy rồi. 3 giờ. Về tới đó là 4 giờ, em ngủ một xíu. Đi qua bên tàu nha. Bữa giờ đó mọi người có biết không, là Ngọc quay liên tục luôn. Hôm qua là Ngọc quay tới sáng 5 giờ sáng. Xong rồi chạy qua đây luôn. Ở bên đoàn này hẹn là 7 giờ thì về tắm rửa một cái, tẩy trang cái là chạy lên đây luôn. Mặc như cái mền vậy thôi. Vậy mà nãy chị hỏi em cũng không nhớ gì đúng không? Đó giờ mới nhớ đâu chị. Có nghe ở trong giấc mơ xa xưa, ở nơi xa xưa em rất nhiều. Nhờ chị ca là không ai coi luôn á. Từ trong tâm tư em rất nhiều màu tím. Ôi, 13 người rồi mọi người ơi. Mừng tới phát khóc luôn. Like cái fanpage không có ai coi. Hết luôn rồi. Kêu gửi tinh thần, gửi gáp Bella cười chứ. Xong chưa? Rồi, thì ăn xong chưa? Ê, xong cho chị phỏng vấn đi mấy đứa. Chị trước nó học luôn á. Ngọc có phỏng vấn. Ê, để thông báo nhẹ, cái là ngày 16 tháng 11 này là mấy bé là được đi theo đúng không? Hay sao? Mười sáu tháng 11 là mình sẽ nhảy có một cái dance tour. À đúng rồi, không phải dance tour mà là xin. Không. Ở tại các văn phòng mà. Show thời trang là 14. Show thời trang là 14 tháng 12. Còn premiere của mình là 7 tháng 12. Đó. Phim sẽ được chiếu trước. Rồi ekip mới được đi event riêng của tụi mình nữa. Chị ra phỏng vấn hả? Không biết anh Trung Kiên không biết. Thùy Anh vào live stream với Thùy Anh. Một ngày vui vẻ. Bây giờ là tiếp theo là sẽ đến bạn Thùy Anh. Là sao, là không được đi hả? Sợ không biết là ít người á. Ít ít thì được, tụi tôi làm thôn như kiểu thế, ekip mình cứ đi cả đám thôi. Nhưng mà sẽ có những... em chưa xin trước hả? Có nghĩa như vậy nè, sẽ có những văn phòng được. Thì là em nghĩ thì cái văn phòng nào được thôi chứ còn em nghĩ là khoảng hai điểm cuối, lần những cái điểm mà mình bắt đầu live stream ấy thì là trong mình đi thì cho nó vui. Hai điểm cuối nha, mình đi hai điểm cuối cho với nhau. Có gì em check xong em báo địa chỉ với nhau. Ok, có gì em post trên fanpage. Đi trả đi, trả cho tiền kìa. Ừ đó, tiền đó đi, tiền cầm thử phiêu đi. Không, cho anh tiền phiêu đi. Tiền cầm là bất tục, không ai xem đâu nó. Vậy thì chị cho xà lan đi, vừa make up vừa buôn chuyện nè. Mọi người ơi, chị ra đây đi. Mình nói ba cái câu là không hay mà mấy. Nói dùng được rồi. Ừ. Nói dùng được rồi. Trời, cái gì đẹp kìa. Mọi cái đó đủ chưa? Cho ai cho anh một cái kéo. Không, cô Bella cắt dễ lắm. Bây giờ đặt cái tô lên, còn cắt kéo dòng. Đúng rồi, thấy đồng tốt bên đó, đồng đi thì quan trọng nhắc lại. Tiền ơi. Một cái kéo Dương đang xem kìa. Anh có chào thì Dương không? Hello bánh bao. Có gì muốn nói không? Hả? Có gì muốn nói với bánh bao không? Anh muốn gặp nó xem thử nó giảm được nhiều ký rồi thôi.
Dương nghe Tiền nói không có gì comment nha. Cười kìa. Mạng đồng thời yếu tố thời trang cũng được nâng cao chất lượng của bộ phim này phù hợp cho mọi người xem đây các bạn nhớ xem những chi tiết của bộ phim này nhé. Bộ phim sẽ được công chiếu chính thức vào ngày 14/12/2018 tại các phòng rạp trên toàn quốc. Hãy nhanh vé để xem để được học chuyên gia tại phòng rạp tại tuần lễ tại tuần lễ 14 tháng 12 này, giá dạ, tung chiêu. Hẹn các bạn tại sài gòn rồi. Tiếp đến gì nữa? Anh Tiền, 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 anh bắt đầu từ 7 giờ ngày 7/12 đó nha. Hãy nhanh rủ cọp. Cảm ơn. Hello cô Tiên. Quấn cái môi để chặt chém chị em. Nghe nói là cái môi của Thủy Anh cũng hồng dữ lắm. Tiên thì chỉ đắm cái con lền nã thôi, đơn sơ nhẹ nhàng, gần gũi. Cái tóc Tiên rồi. Đó. Ê, ê. Kia đây chị đang làm tóc đó. Ok. Chị Tiên hát một bài tặng mọi người không? Dạ. Ngỏ thì không hát được. Có vậy nó bị dính lại. Mọi người đề cử một bài Bolero đi. Mà chưa ai được nghe Phi Công hát cả. Bây giờ Phi Công Lê Xuân Tiền hát được không? Không hát được. À nếu mình đã chưa về mà. Dạ mới về nè. Dạ. Mới hôm qua thì đó. Qua đề cử Cẩm Tiên hát đi. Có Cẩm Tiên mới câu được view thôi. Cẩm Tiên đang đánh son dính hết môi vào rồi, không có hát được. Sa Lan đang thay đồ nè, Sa Lan chuẩn bị bước ra xinh đẹp tuyệt trần nào. Chuẩn bị makeover Sa Lan. Ủa Sa Lan sắp xong chưa vậy? Riêng Sa Lan mà phải có Thiết bị quý cô đầy trang bước ra. Ủa anh Đạt chưa giờ nữa hả? Anh Đạt chưa vậy thì anh chị dạ. Anh khó chụp hình lắm. Anh Đạt đã đứng bông dán mấy cái chuyên nghiệp xong rồi. Ấy Đạt, cái gì đó bản ra mời phải không? Có gì anh cứ nhắn tin tên cái thứ tên này em in cái này. Ừ, bác sĩ làm gì em? In luôn hả? Đúng rồi, in ảnh, có ảnh, có tên, chứ in thẻ luôn nhé, ngọc này. Đẹp lắm anh ơi. Ờ, rồi đó. Có nhà tài trợ rồi. Dạ không, tự làm. Anh đẹp bốn vé nội gia đình hay không là hết rồi. Lan thấy cây mùa này mất mùa hay gì mà rớt quá vậy sợ Lan. Bắt anh đẹp cho mình, anh đẹp đâu trả lời được. Ừ. Đà ơi, sợ Lan rớt đồ gì. Thế này đi. Rớt bữa kia. Anh chỉ thẳng với mắt em á. Ừ. Cô ấy đã đi xa. Sa Lan gửi lời chào mọi người nào. Mọi người hồi nãy em gửi lời chào rồi. Không phải hả? Nhưng mà bây giờ là Sa Lan phiên bản xinh xắn gửi lời chào. Ai đây là phiên bản mới vừa thay đồ xong. Mọi người thấy em giống Hoa Hậu chưa? Nha, Hậu biết đây thế giới người gì. Hậu chị kêu dễ thương nha. Bốt chị thi Tiffany đi. Ủa Hương Giang. Hậu biết đây thế giới người gì. Mình được thể hiện nhiều vai diễn khác nhau như là đang học. Quay livestream thôi.
Vẫn lên sóng mà. Chị đang làm gì vậy? Xin chào mọi người. Hello, mình vừa phỏng vấn xong. Chân, ekip hôm nay thì bắt mình với cả Vệ Tiên này, với cả Phương Lan này là phải trả lời các câu hỏi cảm nhận của Lan Ngọc, cảm nhận về cảm xúc của Lan Ngọc, kiểu để tăng bốc Lan Ngọc lên á. Sao phải như vậy mà mình có thể trả lời không? Bởi vì đạo diễn chửi. Hãy ngày gặp lại. Ngày nào nó cũng đi nói đạo diễn chửi giống như là đạo diễn là người hay chửi nhưng mà thật ra chưa bao giờ chửi. Anh nói thế anh không thấy xấu hổ lòng mình à? Anh không, chưa bao giờ anh ơi. Anh nói là anh nhìn thẳng vào máy nha. Anh nào, chúng mình ba mặt một lời trong phòng đi. Mọi người ơi. Xong chưa chị ra. Sao em không nói cái tiền okay. Chị xong rồi đấy mà mình sẽ chị bơ. Là sao? Ok, thì chị đưa ra đi. Xin đẹp, thật xấu xin đẹp. Thì anh ơi, cho cầm cái máy live stream hộ cái nào. Không má. Chị chúc. Ủa, xin tắt. Sẽ đổi sao Lan nhớ học cái tờ đi Lan nha. Trời ơi, giờ cũng Hoa Lan không ai đứng bờ luôn. Ê, cái tờ của em đâu rồi? Cái tiền Hoa Lan của em là 200. Chuyển khoản tiếp đi, 15 phút qua. Đỡ anh không? Đúng không? Chụp hình chưa? Chưa. Bảo anh. Không có chụp đơn hả? Bảo anh mới đóng trước, lấy tao làm chiêu ai. Bảo anh tự giọng Nam thành giọng Bắc luôn. Xinh mà. Này là tự nhiên. Tự nhiên đó ơi. Tự nhiên. Chớ cứ ngồi đây coi livestream hoài là sao ta. Bao giờ mới tắt cái livestream này? Nó bắt đầu thấy nhạt. Nhạt dần đấy nha. Thì anh, tôi có một tin buồn thôi bà. Vừa đấy hai clip sau mà sneak show với cả trailer ấy không có bấm quay, không cầm cái cast. Khoai lang rất là ngon và rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Thật sự khoai rất ngon. Chị hỏi chị đi. Hỏi gì đâu? Ủa mình mới làm tin mà. Không có. Bỏ cái điện thoại. Thì nói về bí kíp tập gym cho cái gì cũng to này. Đây các bạn thấy nè, tay chè gì chân cũng to nè, tay chè gì luôn, đùi cũng to. Chờ bỏ qua phần này vì ai cũng biết rồi. Phần ngực cũng to. Anh ơi, mọi người chưa biết anh phải ra cho mọi người biết thì em cầm cho này. Em cầm đi. Em giới thiệu về tiền đi, em rành rồi còn gì. Em cầm cho. Anh ơi, cầm một em không rảnh. Rành quá chứ. Anh cầm thì anh cầm đi, em ra thử xem. Bây giờ hả? Em 20 câu hỏi nhanh với tiền. Em biết hỏi gì đâu. Tiền nhạc lắm, em không biết hỏi gì cả. Tiền không nhạc đâu. Em chưa được nè, em không biết. Tiền mặn lắm, tập gym mà mồ hôi ra nhiều. Cấm thế. Thôi Lan. Kêu điền nữa, anh điền nữa rồi. Thôi xà Lan đã lục xác này nè, chứ. Tại ăn khoai bị ngã. À, tối nay anh Nhân hóa trang gì vậy Halloween? Anh hóa trang thành tiền xóa muối.
Chắc mấy cấp hơi cực ha, chắc phải mấy cấp từ bây giờ tới có bộ đồ mặc mũi vô đó em, anh có đặt mua trên mạng rồi trên trang gì chứ. Dạ vô, dạ vô. Nhưng mà mặc không có vừa. Anh còn cần cái gối kia ở ngoài không? Để làm gì? Cái gối tặng anh á, anh thùng thẳng. Cái gối anh tặng là thùng Đạt nó đã lấy rồi. Quà vào đây mà anh lại tìm. Thùng Đạt nó lấy là nó hợp quần áo về, ngoài kia nó thu hình. Anh mặc cái áo sơ mi đấy, anh gắn cái đấy mà anh buộc anh đây này, anh đi lủng lẳng rồi. Thì không giờ tối nay làm gì? Tối nay đi đâu chơi vậy? Anh có bao giờ đi ra đường sau 9 giờ tối đâu em? Đi ra xong hay đêm hả? Không, anh ra đường 9 giờ tối. Anh nhận ở nhà không à? Anh nhập cộng đồng đi. Rồi 5 năm rồi đó em. Tối đi chơi bọn em không? Anh không đi chơi, bây giờ anh đi đến mấy cái trò chơi anh kiểu cảm thấy bị như bị lạc lòng á. Kiểu vô đứng này nhá, nhạc dập bên tai nó cũng vậy luôn á. Phải cái câu gì mà nãy chị nói lúc em mới vô lúc lên sáng nè. Tùy Dương hỏi anh đâu rồi kìa đó. Thì đó cái câu gì thì em nói lại của em đó Dương, xong đang bờ. Lúc mà em mới vô. Không đưa hết. Chuyên gia mới chết. Đây là Bella. Stylist. Bella đi, Bella là người nam tính trong đội tiên. Đúng rồi. Không sao cả. Anh không cần hết sáng còn được không? Cái nào? Hai trẻ Smith Show với cờ gì đấy. Cũng được, trẻ sao? Có người được người không? Ngon. Mày cái gì? Mày ngon, cái câu của bà cũng ngon. Nói càng ngày, càng ngày được càng lớn. Chưa ngon xuống đấy. Còn bị liệu lưỡi. Nói sao đang đẹp quá. Cầm tóc lên cái đẹp ha. Chị hay có phim nào phim kiếm hiệp này kia mà có phật tổ á cho anh về vậy đâu mà phật tổ anh nhân nhìn đúng anh nhân dùng nhìn có phật bà cầm được con âm được Tayuki remake mấy cái bài đó mắt phải to cổ ngấn rồi đồi lên mấy cái cục trên đầu không giống phật bà con âm hơn nè giống quá à. Nhưng mà Quan Âm đâu có make up lố lăng vậy. Đây là cô gái tóc mây. Cái gì vậy? Mình đi đâu rồi? Nhớ để hashtag là stylist Lê Xuân Tiền ở đồ đồ Mình Cường nha em. Tóc kìa nó trung ra làm cái tóc mái nó bị xấu. Trung ơi, tóc chắc là bởi vì là quay ở đây xong rồi là chị ra ngoài quay cái đấy luôn, set ở ngoài được mà, xong rồi em quay lại trong này là sao? Nghĩa là hai set khác nhau. À ok, vậy thì ra set liền đi để khoảng mấy người kia. Dạ đúng rồi. Rồi ok, mấy chạy nha. Rồi đây chút. Các bạn đã biết là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 2 sẽ được công chiếu chính thức vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 đúng không nè? Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc muốn thông báo một tin vui vô cùng đặc biệt, đó chính là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 2 sẽ có những xuất chiếu sớm dành cho tất cả chúng ta vào lúc 7 giờ tối từ ngày 7 tháng 12 năm 2018. Nhớ nha, hãy rủ những cả cứng nè, gia đình nè, bạn bè đến để coi những xuất chiếu sớm nhất của bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 2 vào lúc 7 giờ tối từ ngày 7 tháng 12 trên tất cả các cổng rạp. Bye bye, cảm ơn mọi người.
chị vẫn là vào 7 giờ tối, đó là từ 7 giờ tối. Từ 7 giờ tối là nó từ 7 giờ tối, 8 giờ tối, 9 giờ tối đến giờ đi. Đúng rồi, chứ không phải là vào 7 giờ. Từ 7 giờ là các bạn có thể hết vào à. Vào từ để nhẹ, bíp cái chỗ đó anh đi. Bíp. Và chị chỉ lại cái nửa người. Đừng. Các bạn ơi, các bạn đã biết là bộ phim Giá Cả Lắm Chiêu phần 2 sẽ được công chiếu chính thức vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 đúng không nào? Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc sẽ thông báo một tin vô cùng đặc biệt, đó chính là bộ phim này sẽ có những suất chiếu sớm từ 7 giờ tới ngày 7 tháng 12. Từ 7 giờ tối vào ngày 7 tháng 12. Bộ phim này sẽ có những suất xíu. Bộ phim này sẽ có những suất chiếu đặc biệt rất sớm từ 7 giờ tối vào ngày 7 tháng 12. Nhớ nha, nhớ nha. Hãy rủ bạn bè là người thân nè và những cả cứng của chúng ta đến là thưởng thức bộ phim này thật sớm. Từ 7 giờ tối ngày 7 tháng 12 đến tất cả các cụm rạp. Mọi người nhớ nha, hãy ủng hộ cho bộ phim Gái Nhà Lắm Chiêu phần 2 này thật nhiều. Cảm ơn mọi người. Chị đã làm lần từ là bộ phim có nhiều những suất chiếu sớm từ nhé. Bộ phim này sẽ có những suất chiếu sớm từ 7 giờ tối ngày 7 tháng 12. Nhớ nha, hãy rủ tất cả bạn bè, người thân, gia đình để ủng hộ cho những chiếu. Hãy nhớ nha, rủ bạn bè là người thân của chúng ta nhanh tay đặt vé tại các cụm rạp từ 7 giờ tối ngày 7 tháng 12 để thưởng thức những suất chiếu sớm nhất của bộ phim Gái Nhà Lắm Chiêu phần 2 này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chưa bao giờ cảm thấy thật gian nan. Gian nan. Tí nữa mới cấp Halloween luôn đúng không? Em gái, tiền làm tóc của em là 300. Rồi tiền làm tóc rẻ dạ 300. Làm tóc 300 mà. Làm giá. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ đang xem hả? Kìa, chị Lan, chị Thơ đang xem nè, Ca nè. Hello, chị Vu. Đang mới cấp gì vậy chị ơi, chị Lan? Cái này là đang mới cấp sóng ngực. Cho ngực nó có cái độ lượng sóng. Hỏi Buka có đi xem preview không để anh mời. Chị Buka có đi xem preview. Anh thấy em có vẻ là thơ. Đúng rồi, có kiểu có tuổi rồi á, nên phù hợp với phim Gái Già Lắm Chiêu đó thơ. Bà đang đánh chữ đó. Thơ nhiều khi nó bấm vô vậy chứ nó không coi á. Ủa mà Cầm Thơ có lòng tiếng cho phim mình mà. Có. Cầm Thơ này là chị của Cầm Tiên. Chặt ai, không hiểu Tiên chặt ai. Thằng này nó là hậu quá. Nhưng mà nó không hiểu Tiên chặt ai nè. Chặt em á. Tại chị rảnh á, chị ở không á, chị ngồi làm tối á. Ban đầu là chị chỉ muốn đánh cái máy nhẹ nhẹ thôi. Chị đánh cái máy nhẹ nhẹ. Tim mạch kìa, tối nay bọn em đi Halloween hả? Ừ. Đi. Tối nay qua tìm quá chèm cô y tá sao chăm sóc. Sao xuống? Ngọc đi không? Ngọc bảo Ngọc. Ngọc đi quay. Có bao giờ quay xong sớm em ơi? Trời, chị tẩy trang rồi chị mới cấp lại từ đầu luôn hả chị Tiên? Không, thật ra là chị không có hóa ma hóa rồi vậy đó. Chị chỉ làm kiểu như quốc ống lô, được xù lên giống như mới vừa quốc xong á. Xù xì lắm, tao xì ra được luôn. Lan đâu không? Lan, Lan ơi. Lan, meo meo. Ê Lan xong rồi thôi, cho chụp hình luôn đi là xong hết rồi đó. Ừ, ra chụp hình đi chứ, để anh Miller chụp, đợi. Dạ. Mọi người ơi, ra chụp hình nè. Chị Hồng ơi, giờ mọi người xong xong hết rồi đừng chụp. Cứ xét ở ngoài đi. Ủa em còn quay gì nữa không? Dạ. Xong hết rồi đúng không? Tí nữa em còn tí nữa, quay để anh chụp hình chứ không để anh quay cái cảnh lúc nãy mà Ngọc té mọi người anh á. Đúng rồi, xong rồi. Ăn hiếp photo luôn trời ơi. Ăn hiếp cái đoàn này. Trời ơi, em ăn luôn đạo diễn. Ăn luôn đạo diễn, ghê quá. Rồi sao không có cái này nào? Không hay mày luôn nha. Nó quay hết đèn vô luôn rồi. Giờ quá hay rồi.
nhận được một ly nước cam từ chị Phương. À bây giờ đang chuẩn bị chụp poster cho mùa Giáng sinh, poster phim Cái Già Lắm Chiêu 2 trong mùa Giáng sinh. Ở đây là buổi chụp thứ hai sau cái poster đầu tiên mà mọi người thấy ngoài rạp. Cái này là sau khi make up đã sát hình tượng. Đây là lần thứ hai Sà Lan xuất hiện ở video của Miller mà không ai nhận ra so với lần một. Cái gì đó, hai cái này lớn hơn một chút nữa. Hai cái này không đúng rồi. Bên nó sang bao nhiêu thì bên này nhìn rất là dở quá. À ba đúng không? Cái bức tranh của cậu về nước đâu không mang vô. Vậy mà vẫn cho bằng em hết chưa? Chị nhớ em không biết bao chị cho một em rồi. Đây là túi Chanel hả? Mới nhất. Ủa em thấy là cái chữ bà chịu mà. Em thấy chữ bà chịu Chanel bà chịu nha mọi người. Túi Chanel này là hàng mới nhất và có thể phát nhạc được luôn, rất là tiện lợi. Bán ở đâu hả? Tại 167 Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú. Còn cái gì? Đây là make up châu đốc. Anh ấy à? Ủa, thế chị ở nước cam rồi hả? Anh ấy make up châu chắc cô nhau. Tạc kéo rồi. Đứng ghẻ thì cũng biết. Ủa tại sao mình xà lan có cam? Bữa không có tiền. Hồi nãy lúc chị có tiền đó, là em kêu cam đó. Giờ có tiền được không? Không có kêu cho mọi người ở trong này nữa. Lúc đó mọi người kêu mì. Em phải hỏi là các anh chị ơi có uống gì không? Em bao kêu cái lỗi em hết đó. Lỗi cho em yến lên đi. Em yến thấy lỗi hả? Nước đâu có sẵn này. Kêu à? Mua đó. Mua đó. Đây là một hình tượng khác. Có gì bia. Mấy cấp 3 chị luôn. Mở mắt thế nào nữa chứ mọi người mở mắt. Chị với em mắt to giống nhau mà thì anh. Đây tới hôm nay mọi người là Halloween hả? Halloween mọi người hóa trang thành tiền bốn bộ. Sau cái bên này này, sau cái đó, tức là sau cái hộp á. Sau cái hộp có cái chân rau, một chân trong cái hộp á. Đó, góc này. Rồi mọi người ra bớt. Rồi mọi người ra bớt. Xong mình chuyển sau. Và gặp mà đứng bên sân khả nhiệm quyền. Mọi người ơi, cứ lại dặn nha, không ai chụp về hậu trường nha. Dặn thiếu rồi đó nha. Yeah.
không để dây đựng kẹp kẹp cho nó bị bẹp, để vậy được, để vậy được rồi. Còn mà nãy kẹp cho nó bị bẹp vô. Thank you.
10 người. Hết 3 người là buộc. Cái ghế nào không chắc đâu, ghế đó dễ bày lắm mà. Cái chiều
lắm. Kết thúc rồi.
Leo ghế mệt không? Người xem.
đi 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 rồi các bạn nghe nha. Thế thì em ngồi dưới đất anh trồn vô trên đầu gối của mình thì nó sẽ kê tay lên đầu gối của mình. Quỳ đi quỳ nhá, quỳ đi. Em sau á, em sau á. Chúng ta chưa thấy sẵn quỳ ở giữa thì quỳ ra giữa. Nếu vậy thì phải nói anh đứng này này, phải đứng cao lên á. Quỳ đúng rồi, đứng lên đi thẳng rồi. Và dép ra. Rồi anh coi cái mọi người xuất ra giùm nhé mọi người. Cái thùng á, xuất con này luôn. Rồi trong cái thùng chuyển qua ngoài mình không có mang giày kia hả?
dây như thế nào ta đây cái đùi chân ra đi chỉ cái mùi ra đằng sau có lòi đâu ngồi bên con hả em cứ vô dáng đi vô dáng đi rồi mình đổi giày lên xuống tiền dâm quá em có tự nhiên con ngọc đang nằm tự nhiên đầu ngọc nhõng nhõng lên cao giờ em đá tự nhiên đầu em có đầu lên đừng má thôi cái bên trái được hơn á ừ cái đó đó Bye-bye.
đọc ra chụp 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 đây đây đang vô đang vô. Đang có đèn có đốm rồi nè. Trong đi không phát. Lâu ta, anh đang làm gì vậy? Nước. Chuẩn bị phỏng vấn. Chuẩn bị phỏng vấn chả nói xấu vậy nhưng cũng biết kêu. Photoshoot quá tuyệt vời. Không, ơi, chị có bị chìm vào đây không? Không, không ai quan tâm. Không, nhưng mà cũng được. Được. Nhưng mà đẹp mà. Hợp luôn. Thùy Anh đang chụp ảnh phong cách công chúa ngủ trên ghế.
ngồi trên ghế lượng view có vẻ giảm. Tóc con thôi, tóc con nha. Trời ơi, Thùy Anh vẫn đắm chìm trong photoshoot của mình. Quay được, quay một cái nhỏ. Ủa, đẹp cái này xong là đến chụp riêng là xong rồi. Chụp riêng xong rồi chụp nhóm nữ này nọ là xong rồi. Còn ai phỏng vấn xong là người đấy đi về. Có ai hướng dẫn nữa không? Hình như là có chị Ngọc thôi. Lan đang làm rồi. Thùy Anh xong rồi, chị xong rồi đó. À với cả chụp xong là cả 5 người quay một clip ở trên đúng cái set đấy. Chúc mừng Giáng sinh, Merry Christmas. Mọi người nhớ đặt kịch bản nghe. chụp nhóm nữ chụp đơn Ngọc có tiền máy tắm Phương. Ủa sao nó không chất nước ra? Chưa đâu. Ủa sao không chụp cái chất nước ra vậy? Nó làm bao nhiêu lần rồi mà mấy cái này tiền 2 tấm, thêm nữa, thêm 1 tấm nữa. Vẫn đắm chìm trong photoshoot của mình. Chơi hôm nay. Hello chị Tiên, chị đang làm gì vậy? Mình vào chuẩn bị sửa nhẹ để chúng ta được đăng hình này mà đúng không? Đấy. Không. Được đăng mà tại vì là có livestream mà. Ơi. Ôi, thậu người thông minh đến vậy.
tại sao? Đây cái sao Apple lại... này đó có hình nghe kể một câu chuyện vui đi. Sao mai live xong lâu quá vậy? Và một ngày nọ trên một đất nước nọ hết buổi có những người nọ họ cùng vui đùa với nhau và họ cũng hát vang la 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 hết. Hát bài ra hát bài xuống như lờ đồn quá. Ê, giống Bảo Anh. Em bật một tí 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 nhạc cho Bảo Anh hai diễn nào. Đi đi từ kia vào đó. Bật đây, em bật lấy bé. Chụp lại cho chị đây nè. Nào, nào yeah. ra ngoài bật nhạc xong rồi liêm máy xuống đây nè. Anh bật nhạc đi. Bật đấy. Yeah. Em bật một chút âm nhạc đi em. Bật đấy nè. Có bông hoa đây, cắn lên đầu cái này. Bông hoa không? Bông hoa không? Nhà cắn lên đầu. Bông hoa. Ô, Lan đã về. Bông Lan đấy hả? Lan đi đâu về? Mà tóc đen mía. Mới đi phỏng vấn và nó sót trường học rất là nhiều luôn. Vậy à, hết rồi à. Lan có câu chuyện hôm nay có chuyện gì vui không kể mọi người à? À, câu chuyện gì vui hả? Nè. Từ sáng giờ. Sáng giờ thì... ngủ không mà. Không hề nha. Rất là tập trung make up từ sáng giờ. Thì không khí ở đây cũng khá là nhạt nhẽo. Nhưng... nhưng mà nói chung mọi người ai cũng vui mà. Hôm nay chụp hình mà, đúng không? Được vào đồ đẹp nè, được make up đẹp mà. Cho nên là sao mà buồn được. Lan vô Lan ngắm. Và sau đây là thêm mục như lời đồn của Bảo Thùy Anh. Nè học vào lên. Ôi, giờ nó bị gì đằng này là tháo tùng ra ta. Tháo tùng ha. Đây là... Không biết bài này. Nhớ mỗi cái câu này luôn. Thôi không ai rồi. Được bán hát. Ai rảnh ăn cơm đi kìa nha. Chị mấy cốp đó nha. Còn xà lan thì không biết mấy cốp rồi. Không biết. Đúng không? Đúng. Chấm nhìn cái đề này. Xinh đấy nhở. Chị bạn nghe coi. Đâu có chụp đâu, nãy đâu có chụp bằng máy gì đâu. Có miệng sờ bò đó hả chị? Nha, vô dáng nào. 2, 3. Bắt tiền kiểu như nhìn như thế. Rồi đó, đó. Đó. Anh nói này, bắt cái này đủ sức làm xíu rồi đi gặp anh nhã nhiều hơn. Nó nhiều quá tiền. Rồi, đó. Em ơi, ra ra. Em đứng thứ hai của anh đi, anh đang chụp ảnh rất ghét ai bước vô cùng mình của anh. Cái ok, anh bước lên dưới mặt. Đó. Để cái chân nó lại bước rồi kìa. Đó. Đó luôn nha. Rồi ok, đẹp quá. Cái chân mẻ qua bên này tiền mẻ hơn. Không, tức là cái này nè. Cái này nhìn qua cầm này. Đó. Ba bạn nữ chuẩn bị ra chụp tiếp nè. Chưa tắt nữa. Có ai xem không? Buồn quá. Cầm tiên mà rồi. Cầm tiên đi ăn mì xào bò rồi. Ok,
Hello chị Tiên. Chút xíu chị ăn xong. Chị lỡ đặt mì rồi chút xíu vào như phần cơm chị đem về được không? Không là cơm ngon. Cơm này ngon. Cơm ngày hôm qua mua ngon ha. Hôm nay cũng vậy đó. Đúng rồi, hôm nay quá trời kìa. Đúng mà, cơm chỗ hôm qua mua đó. Chút xíu chị xin hỏi cái gì. Trời ơi. Dạy luôn. Không biết là đâu mà nhậu nhà trong này cứ nhà vào thôi livestream của đậm nha. Ôi mẹ. Ôi em đi ra đi. Em đi ra đi kìa. Anh hả? Rồi. Em yêu anh từ trong tâm hồn. Không yêu anh. Đây, giới thiệu cho mọi người cặp đôi mới của showbiz gì. Chị em. Ai là chị? Ai là chị? Đây là chị. Đây là chị. Từ lâu em chỉ xem chúng ta. Bớt phát thầu. Nhưng trong thật tâm em vẫn mong em là chị gái. Em mà mong là chị. Lộn luôn. Anh cũng hay loạn mà anh tiền. Bây giờ ước gì có 20 người xem thì ráng đứng nói ha. Sao mấy tiền thật nhỉ? Anh sao không mua? Quá trời ơi, tiền và Thùy Anh hợp không? Hợp, mặc màu hồng giống nhau. Hợp cho sờ cái này. Sợ gì mà đập hoài vậy em, cởi ra sợ. Sợ em được lên tối này chị quá trang cái gì? Để anh tiện quá trang theo. Tiền anh có sợ bác sĩ đúng không? Anh nói cho anh bệnh nhân cho. Anh thích cái gì em hỏi sang thì kia đấy. Anh có trang bệnh nhân nha. Thì anh là hóa trang thành cô y tá dâm đảng. Nữ cảnh sát. Còn đây là không, nữ cảnh sát thôi nhưng mà cây súng lại nằm trên người của bệnh nhân. Tù nhân. Quá mệt để đùa rỡ. Hoài quá ăn đâu muốn đùa. Ờ đi ăn mì xào đi. Không ăn mì khác. Phải ăn cơm. Đây nước lạnh nè. Đúng rồi, nước lạnh. Vô vọng. Đây quá. Vâng. Xin chào em. Đây đây cho điện. Chia điện dưới. Cái điện dưới của anh ra đây cho anh nè. Ờ xin mời anh. Đẹp quá đẹp quá. Tươi nha, phải tươi luôn nha. Tiền là sao anh? Không nhỏ thôi nha, không nhỏ tí chứ đó, không nhỏ tí chứ đó. Đó, cái nơi
Đây là đạo diễn Bảo Nhân. Mỏi mệt. Quá mỏi mệt. Là từ 4 giờ sáng là tập trung, đến giờ là 12 giờ chưa được ăn gì. Ở đó ok, ok, nhưng mà mặt phải tươi tươi lên nha. Trời ơi, Nữ Hoàng quảng cáo. Có thể là tí mình được riêng là xong mình ghét được. Cái này em ekip là em mà không có thanh toán nha. Ờ em quá, em quá, em quá. 2 3 2 3 2 3. Cười nha, bạn cười nha. Đúng rồi. Thôi em xích vô được không nhỉ? Cái đó em xích lại gần một chút xíu đi. Rồi, ok, ok, ok. Cái quả cho một hộp quả đặt lên đùi thôi gì nào đi đẹp hơn đó. Em khát cái tay không? Thôi em khát hết chứ. Vậy là em rồi đó, là em cầm cái gì đó để nọ để đẹp hơn. À, cũng được, phải không? Được, phải không? Bỏ hộp quà đi, cái đó được rồi, cái đó nhiều quá rồi. Giải đất là làng. Đó, cô cái này. Nó là dục thôi. Nhưng mà cái Nam vẫn chưa được về hả Nam? Chưa. Tại vì hôm nay là show của em á. $300. Nó cho ăn, đừng có ăn, đừng có dạ ăn là đi không trả tiền, không có muốn trả tiền đâu. Ủa anh nghĩ sao vậy, anh có tiền vậy à? Chơi nha. Chị Ngọc không hỏi lớn quay. Đi đâu đây? Nữa hả? Cái gì nữa hả? Ăn hoài. Mới ăn có một phần thôi à. Người duy nhất trong đoàn được ăn. Chuẩn bị ra chụp ảnh tiếp rồi chị ơi. Xong rồi tính xong. Không đủ. Không, không, đâu rồi. Có xin một miếng không? Dạ. Chụp riêng à? Phương ơi Phương, ra quay ấy cho chị Ngọc luôn được. Bưng cái bột vô. Bưng cái bột vô cho chị ơi. Cho ai cũng ăn lấy ăn để vậy. Không ngồi đây nha. Ăn quá. Chụp cả ba chụp từng người luôn. Cắt lên tại vì giờ sang hôm nay này.
cái máy đó cho cái ánh nắng lại em đi nha, tại nó hơi dài quá. Trời ơi, mông Kardashian luôn, mông này 200, mông này là không cầm chỉnh luôn nha. Quay rồi. Ăn nhiều quá bây giờ đánh son tẹt bỏ. Chị đó là chị đã ăn có lắm không lên rồi đó. Chúa tóc mây. Ừ. Hôm nay concept của công chúa tóc mây hả? Ra mình mới đi từ Mỹ qua đây. Mỹ nào? Mỹ Tho hả? Hay Mỹ Đình? Cô công chúa tóc mây trong cổ tích. Mình mới bước ra từ trong cuốn sách cổ tích. Trời ơi, chơi Halloween sớm vậy luôn. Không, thực sự mình chỉ rất muốn làm công chúa tóc mây trong cổ tích mà các bạn hay đọc, em bé hay đọc á. Giảm tú còn 5 người thôi. Đa 10 người giờ thì còn 5 người ở đây. Thôi tóc ngay livestream phải đi ngoài luôn á. Bình đau chân lắm. Bây giờ các chị em hãy nói lời tạm biệt đi nào. Bye bye đó là mọi người, mong mọi người đợi xem ngày ra lần chiều mai vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 nhá. Chị Tiên bye bye các khán giả đi nào. Xin chào tất cả mọi người. Mấy tiếng hồ quậy. Xin bye bye.